kia là bờ sông. Bờ sông. Quay quang cảnh đi bộ buổi trưa mùa thu nhá, cho quý vị xem. Đi cứ khoảng 40 phút đi hết một block. Block đường dài. Phố trời nắng đẹp cơ này. Đẹp chang chang. Hai cha kia đi nhanh quá, mình đi theo không nổi. Vừa đi vừa thở. Người đang sửa nhà. Vào thu và cỏ, cây cỏ chuẩn bị thay màu, xe cộ và đậu hai bên đường, xe đẹp không. Riverstone. Nào cũng đi dạo như vậy khỏe lắm, exercise luôn. Sợ ngày mốt lạnh lười không đi. Khu nhà ở kia là bờ sông, kia là bờ sông. Thanh bình thoải mái, thu trong này thanh bình thoải mái. Quay cho quý vị xem hoàn cảnh. Gặp ba người đang nói chuyện trước, tránh đường đi, giờ mình đã đi xuống đường. Chiếc xe là đẹp không? Dodge, xe Dodge mà xe thể thao. Cha kia càng ngày càng bỏ xa rồi. Nhà đây căn hộ cho thuê. Nhìn thấy người đi bộ đâu. Chúng bây giờ là đang là buổi trưa, 1 giờ trưa đi dạo, không thấy ai đúng không? Tới nhà rồi quý vị ơi. Nhà đẹp à, mình về tới nhà rồi. Mẹ nói là đi mất khoảng 45 phút, 45 phút là đi hết một vòng. Quay như thế. Saskatoon. Đây, căn nhà ta bán. Để bán. Bán. Thank you.
khang trang đi dạo. Xe đạp để tới nhà này. Người ta đang cắt cỏ ở phía đằng đó, cắt cỏ bằng máy. Nhà ơi, đi dạo như vậy exercise luôn. Trời. Hai người chạy xe đạp kia quay về không đi tiếp. Mệt quá, đi không cũng thấy mệt. Cha kia đang đứng lại chờ quá, thấy mình đi chậm quá hai ông đứng lại chờ. Nhanh quá giờ đứng chờ hay gì. Bye.